cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 11 tháng 3. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày 11 tháng 3. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới: châu Âu chiếm 68% tổng số ca nhiễm mới của toàn thế giới. Lý do Ý trở thành ổ dịch với tỷ lệ tử vong cao bất thường. Thống đốc bang New York đã lên kế hoạch điều động vệ binh quốc gia. Tin tại Việt Nam: Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lập thêm bệnh viện dã chiến. Rà soát người trên chuyến bay có bệnh nhân số 34. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại Trung Quốc, tính đến sáng ngày 11 tháng 3, Trung Quốc công bố thêm 24 ca nhiễm mới, trong đó có 10 ca từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.778 người. Số ca tử vong tăng thêm 22 trường hợp, lên 3.158 người. Tin thế giới ngoài Trung Quốc, tính đến trưa ngày 11 tháng 3, đã có 119 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch, trong đó có thêm Thổ Nhĩ Kỳ, Jamaica, Bolivia, Panama và Cộng hòa Congo lần đầu tiên công bố dịch. Châu Âu có thêm 3.067 ca nhiễm mới, chiếm 68% tổng số ca nhiễm mới của toàn thế giới. Như vậy, đã có 8 nước có trên 1.000 ca nhiễm, gồm có Trung Quốc, Ý, Hàn Quốc, Iran, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ. Các nước tại châu Á: Hàn Quốc ngày 11 tháng 3 ghi nhận thêm 242 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 7.755 ca, riêng Seoul thêm 56 ca mới. Tại Nhật Bản, trong ngày 11 tháng 3, Nhật có thêm 59 ca mới. Đây là mức tăng cao nhất trong một ngày tại Nhật kể từ khi xuất hiện dịch bệnh. Tổng số ca hiện là 1.278 người, trong đó có 696 người từ du thuyền Diamond Resort và 14 người được đưa về từ Trung Quốc. Singapore yêu cầu người dân hạn chế hoạt động xã hội khi có triệu chứng sức khỏe bất thường sau khi có số người nhiễm virus corona tại đây tăng lên 166 người. Còn tại châu Âu, các nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ hiện có số ca tăng cao mỗi ngày, trên 120 ca mới. Tại sao Ý lại trở thành ổ dịch lớn với tỷ lệ tử vong cao bất thường? Tỷ lệ tử vong lên đến 6,2%. Đây là câu hỏi của nhiều người đặt ra trong những ngày qua. Một số ý kiến cho rằng có thể là hệ thống y tế đã quá tải, tỷ lệ người già cao, thời tiết thì đang mùa lạnh giống như ở Vũ Hán và cũng có thể là do văn hóa giao tiếp. Tiếng Ý là một trong những ngôn ngữ đòi hỏi nhiều sự biểu cảm và đặc biệt là sử dụng tay để diễn tả rất nhiều. Người Ý có riêng một quy ước để sử dụng các cử chỉ bằng tay, hoạt động liên tục trong khi khoảng cách giữa bản thân và người đối diện rất gần nhau. Hiện tại, nhiều quốc gia đã đưa ra những thông cáo giới hạn lưu thông tới Ý. Tây Ban Nha đã ngừng bay tới Ý trong 2 tuần qua, trong khi Áo đưa ra giới hạn nhập cảnh với người từ Ý. Nhiều chuyến tàu nối giữa Ý với Pháp, Áo và Đức đang bị hủy. Slovenia tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Ý để ngăn chặn dịch lây lan. Croatia và Serbia cũng áp dụng những biện pháp hạn chế đi lại với người dân đến từ các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại Ý. Còn tại Anh, mặc dù chỉ có 383 ca nhiễm, trong đó có 6 ca tử vong, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo tình hình ở Anh đang diễn biến theo đúng quỹ đạo của khủng hoảng như tại Ý. Anh cho đến nay không thực hiện bất kỳ biện pháp quyết liệt nào để ngăn chặn virus lây lan, còn giới chức thì bày tỏ tin tưởng rằng họ có thể ngăn chặn dịch bệnh. Pháp đã ghi nhận ít nhất 1.784 ca nhiễm, số ca tử vong là 33 người. Nước này hiện là một trong 5 nước có số ca tử vong và nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này vẫn chưa tuyên bố tình trạng dịch bệnh. Các nước Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha mới đây cho biết các trận đấu thể thao tại những nước này sẽ vẫn được diễn ra nhưng không được có khán giả. Hà Lan có 842 ca nhiễm và 4 người tử vong. Nước này đã cấm tụ tập đông người, hủy bỏ một số trận đấu thể thao. Tại Hy Lạp đã ghi nhận 89 ca nhiễm COVID-19. Lễ thắp đuốc cho Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra và cũng không có khán giả. Hy Lạp và Cộng hòa Séc đóng cửa toàn bộ trường học, dù số ca nhiễm của hai nước này ít hơn nhiều so với các nước láng giềng, vẫn chưa cho đóng cửa. Tại Mỹ, đến trưa 11 tháng 3, Mỹ ghi nhận thêm 312 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 1.010 người. Trong đó, 31 trường hợp đã tử vong, 36 trong số 50 bang của Mỹ ghi nhận các ca nhiễm. Thống đốc bang New York đã lên kế hoạch điều động vệ binh quốc gia và lập một vùng giới hạn bán kính 1,5 km tại ổ dịch ở thị trấn này. Tại Úc, chính phủ Úc ngày 11 tháng 3 thông báo sẽ giải ngân 2,4 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 1,56 tỷ đô la Mỹ để lập các trung tâm tư vấn miễn phí cho người dân về COVID-19 bằng hình thức tư vấn từ xa qua cuộc gọi video. Các trung tâm này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 13 tháng 3 tới.
Tin tức tại Việt Nam. Việt Nam ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 35. Trưa ngày 11 tháng 3, Bộ Y tế thông báo ca nhiễm thứ 35 là bệnh nhân nữ 29 tuổi, người Việt ở Đà Nẵng. Trước đó khoảng 18 đến 19 giờ ngày 4 tháng 3, bệnh nhân đã tiếp xúc trực tiếp với hai du khách Anh là ca nhiễm thứ 22 và 23 tại siêu thị Điện Máy Xanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng. Các ca bệnh thứ 36, 37, 38 là người thân và nhân viên của ca nhiễm thứ 34 ở Bình Thuận từ Mỹ về. Người thứ nhất là giúp việc, người thứ hai là nhân viên, người thứ ba là con dâu của bệnh nhân thứ 34. Những người này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trong 8 ngày kể từ lúc về nước cho tới khi nhập viện, bệnh nhân thứ 34 đã tiếp xúc với nhiều người gồm thân nhân, nhân viên và đối tác. Tỉnh Quảng Nam có công văn đề nghị Bộ Y tế cho công bố dịch trên địa bàn tỉnh sau khi tỉnh này có 2 ca dương tính, đều đi trên chuyến bay VN0054. Ngày 10 tháng 3, thành phố Thanh Hóa ra lệnh cấm bán hàng ban đêm ở quảng trường Lam Sơn và vỉa hè đại lộ Lê Lợi để phòng dịch. Bệnh viện dã chiến số 2 Hà Nội dự kiến được xây dựng tại trung tâm sát hạch lái xe thuộc địa phận xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh với 20 khoa phòng chức năng. Còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thêm một bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị, cách ly người mắc COVID-19 tại huyện Cần Giờ. Bệnh viện dự kiến có quy mô 300 giường và sẽ có phòng cách ly áp lực âm. Ngày 10 tháng 3, các thành viên trong đoàn lãnh đạo tỉnh Kon Tum đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Hiện đoàn đang thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Trước đó, đoàn đã trực tiếp làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư tại Hà Nội, người đã đi cùng chuyến bay với K17 và 21. Theo VN Express, chuyến bay có bệnh nhân số 34 đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ 50 phút ngày 2 tháng 3 có 75 hành khách, đa số là người nước ngoài. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát và cách ly những người có khả năng lây nhiễm. Kính thưa quý vị, trên thế giới mỗi ngày đều có thêm các nước thông báo có người nhiễm mới và tại Việt Nam cũng vậy, số người nhiễm vẫn tăng lên hàng ngày. Như chúng tôi đã từng thưa với quý vị, theo một số nghiên cứu thì có người nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài. Vậy nên nếu chúng ta phải tiếp xúc hay đi tới các khu vực đông người thì việc bảo vệ bản thân là điều quan trọng nhất. Đó cũng là bảo vệ cho xã hội. Mỗi người chúng ta sẽ không làm cầu nối cho virus phát triển, kính thưa quý vị. Xin chào, cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin, quan tâm và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Rất mong được gặp lại quý vị trong bản tin trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại!